Các bạn ơi, giờ em đi lấy hạt sốt nhưng mà còn bị sốt đó các bạn, gọi là nó bị mọc ra đó. Cho mình dùng miếng dán này để hạt sốt cho em bé, gọi là em bé baby một lá. Mình hình đó, mình bắt đầu bỏ lên trên trán rồi. Còn hai mình bỏ dưới má cho lành. Ba là bỏ dưới đây để không bị hạ hay để hạ sốt. Các bạn có biết không, nếu là em của bạn bị sốt hay bạn bị sốt, bạn cứ lấy cái dùng này nha, bằng cái kiểu này nè, đây nè, biết không? Cái đó ở trong này nè mới rửa đó. Miếng dán để cho em hạ sốt nha. Em ơi, giờ chị cho em miếng dán nha. Wow, awesome. Giờ mình dán hướng cho em Philip mình ha. Dạ, dán một cách như vậy này. Thiếu lá nhưng mà mình còn thiếu, mình thấy chưa đẹp hơn nha. Các bạn ơi, các bạn ngồi đó chờ nha, mình sẽ lấy cái bút màu và mẹ của mình sẽ hé cầm nha. Cái đó mình bỏ qua đó nha, đừng có cho em lọt xuống nha. Thì các bạn ơi, giờ mình sẽ vẽ nha. Ở trên bút màu của mình có nhiều lắm á, nên nó mình còn màu đen. Ủa, màu đen đâu rồi? À đây. Rồi, mình cho dán cho em biết là hình cái chim dễ thương đi. Nên mình phải vẽ xuống dưới đó không bị dơ. Ủa? Thôi, mình cần dây bút chì. Bút chì bự hơn. Thay một thằng nước cây đây. Màu đen cũng được mà. Của mình sẽ dán vô cái này là đẹp năm ơi nè. Chắc mình nghĩ là mốt băng keo là mình sẽ vẽ đây, vẽ em bị hy đa chỗ đau hay mình bị đau vô đau quá là mình có thể được ngược như vậy nè. Tại vì mình vẽ như vậy á, mình vẽ như vậy nè, phải ập như vậy đó. Hà Minh dán một chút, chút. Không được. Đứng chạy. Đứng chạy. Rồi đó. Em ơi, đâu có bị giờ mát đâu. Đây. Dạ các bạn ơi, giờ mình cần thuốc ớt nha. Giờ mình đi tìm thuốc đây. Tại vì em mình phải uống thuốc mới được. Thuốc này phải có y cho như thuốc này và thuốc ớt cái này nè. Tại vì dí dọc em của mình không hấp uống bằng hàng bình như vậy. Tại vì á, em không hấp bú á. Tại vì em còn lớn rồi đó. Gì vậy? Ê, cái đó là kẹo siêu nè.
Mình làm giả bộ là Sigo thú. Mình làm giả bộ là Sigo quá. Tại vì mình muốn làm Sigo kẹo cho em biết mình nói gì. Sigo kẹo em lại đó, em sử hứng hứng mà hát chù. Ôi vậy đó, như vậy mất cười. Để em ơi, có Sigo kẹo nè. Em ơi, qua đây nè, Sigo kẹo nè. Em ơi, cái này Sigo kẹo á. Dạ, chị có hỏi cho em một chút xíu hút thuốc và một chút xíu nước nha. Ok, rồi chị cho em uống nha. Rồi với chị bỏ hơi nước nha. Nửa chị xỉu luôn á nha. Tay chị mệt mỏi vậy đó. Ôi, chơi rồi rồi rồi. Các bạn ơi, đôi nhìn mỏi mỏi nha. Ôi, trời sốt nước giờ này này này. Chắc em cần giá nữa hay gì á. Dạ, em cần một cây giá này. Tại vì chị thấy là nó bị sốt cả như vậy nè. Đó, thấy chưa? Nó kêu sốt đó. Nó kêu sốt, kêu đi đi. Đó. Nên á, mình cần hình dáng mới được. Hình dáng em thích thư. Em thích gì không? Em thích gì chị chọn nha. Dạ, chị chọn một. Nào thì chị chọn bút nha.